Giáng sinh năm nay á thì nhà mình cũng không có cái tổ chức, cũng không có nấu nướng gì nhiều cả nhà. Chỉ có ông xã mời mấy hai ba anh bạn của ông xã mình qua chơi á, thì hai mẹ con đi chợ Costco nè, rồi cũng có mua sườn bò. Rồi cũng có mua thịt bò sắc mỏng nè cả nhà. Đó thì giờ mình sẽ nướng với cái sẽ ướp với cái nước ướp của Hàn Quốc đó. Rồi để nướng lên cho mấy anh đồ nhậu thôi. Đi Quỳnh vui không? Christmas. Đi Quỳnh phải đi có có anh của Đi Quỳnh qua ha. Em với hả? Có em chú bác họ của Đi Quỳnh qua chơi á, cho nên ảnh là rất là vui luôn. Vui quá. Đây có cái nón Noel xuống đây con. Đây có cái nón Noel nè, ông bà của chú. Trời ơi, cái nón đẹp không? Quá đắt luôn. Trời ơi, ham dữ lắm, bà cô chú ham tới Noel nặng khui quà. Ai cho con thức sớm. Rồi á, quà của chay ở đó á, nhưng mà hả ông và Noel còn tặng chay một cái giỏ quà thật là lớn nữa, nhưng mà để cho chay bất ngờ chứ bây giờ á thì chưa đem đi đâu mà cô chú ơi. Thì bây giờ á mình sẽ cắt mấy cái dĩ thịt bò này ra cả nhà. Để mình rửa với nước ấm ấm. Tại vì hả mình nghĩ là thịt bò đông lạnh á, mỡ nó đặc lại rồi, giờ mình rửa sơ lại đặng cho nó sạch cái mỡ của thịt bò để nó không có bị hôi thịt bò. Cái này cái dĩ này là sườn bò nè, còn mấy cái này là thịt bò sắc mỏng nè cả nhà. Sắc mỏng như vậy nè. Rồi mình chỉ đơn giản chế cái nước ướp này vô để mình ướp thôi. Trong cái nước ướp này á cả nhà thì nó cũng có gia vị sẵn rồi, cho nên á nếu chút nữa thì mình cũng sẽ đâm hành tỏi mình cho vô trong cái nước cái thịt này, với lại mình cho vô chút hạt niêm thôi, rồi mình sẽ chế cái này vô cái đi, tại vì mình muốn cho thêm cho nó đậm đà cả nhà. Nãy là mình ướp thịt đều thấm hết rồi cả nhà, bây giờ á mình sẽ cho củ hành lên nha. Hành lên chút là mình xào thịt lên để có củ hành nó vừa thơm mà nó vừa thêm ngọt thịt. Nhìn ít mà sao mà quá trời vậy nè. Nhiều thấy nãy ít ha. Ít quá mà sao mà chắc đâu mà quá trời luôn cả nhà. Trời đất ơi, có mấy người à. Mình năm nay thì cũng tổ chức cũng có Noel với người ta. Cũng đắt lạ xứ người, nhưng mà cũng có mấy anh em bạn bè thân tín rồi cũng người Việt của mình đến đi thăm chơi, nhà mình cũng rất vui cả nhà ơi. Trước mắt là một dĩa này đi, rồi chút xíu nếu mà mấy anh ăn hết thì làm tiếp. Đúng rồi. Và còn cái này thì em để đây. Ok. Rồi bây giờ cũng hello cả nhà luôn nha. Giờ bây giờ cũng 1 giờ rồi, mình cũng sắp chán sắp đồ ra đây. Cũng có mấy người à. Đây là thịt bò, lát nữa mình xào lên. Cái này rau cải xà lách. Em đang ấy hả? Em đang cuốn thêm mấy cuốn chả giò nữa cả nhà. Chả giò này cả nhà. Điều Huynh thích ăn chả giò. Ok, chay cũng khoái cái này lắm. Cho nên cuốn thêm ít cuốn chả giò để chút xíu nữa mình chiên lên. Rồi, ok. Cái này là chân gà. Chân gà hầm nước dừa nè cả nhà, trời ơi mọi người thấy ngon không? Đó, quá ngon luôn. Còn ở bên này là dồi trường, hấp gừng. Bây giờ thì chút nữa có khách thì mình mới mở lửa lên. Đúng rồi, dồi trường hấp gừng ha. Lại, còn bên này là cánh gà chiên nước mắm. Đó. Cho hai cha con của chay. Đúng rồi. How's it going? Oh. Hello, Michael. Good. How are you? Hello. Hello. How are you? Good. Good to see you. Chúc mừng Michael. Oh. What you renting? Chay. Yeah. Chào chú đi con. Con chào chú. Con chào rồi hả? Michael là chắc cả nhà trong kênh của Ngọc thì biết Michael là con của chú của Điều Huynh cả nhà. Cái em này thì chạng tuổi Điều Huynh cho nên là
rất thương, rất là thích chơi với Điều Huynh. Cho nên nếu mà có dịp đi qua Florida là hả, em sẽ tới nhà thăm gia đình Điều Huynh, Ngọc Chay. Đó, chú chạy xe đó thấy chưa? Điều quên rất vui ha, Điều quên ha. Rất vui khi Michael đến thăm gia đình mình trong cái Giáng sinh năm nay nha. Hi. Thì bây giờ á, Michael tới đây thì giờ cũng 1 giờ mấy rồi, 2 giờ rồi cả nhà, nên là cũng đói bụng rồi, nên cho cháu với Điều Huynh ăn trước. Ok. À, ăn ngon miệng. No, after that. No, go ahead and eat. I'll eat it all. I don't care. No, eat the pizza. Oh man, it's all good. Whoop. Good. Very good. Okay. Michael thì quá dễ ăn rồi, chơi ăn với chú đi con. Mời chú ăn đi. Giỏi quá. À, con lấy đồ ăn cho chú hả? Ok. One at a time. Ok. Hello. Đó anh ơi. Ô trời ơi, lúc này rồi mình chơi đổi mua đây nữa làm ai chịu cho nổi ta? Nghệ sĩ luôn, phải vậy, ca sĩ trời ơi, quá đẹp trai luôn trời ơi. Ca sĩ khác. Ờ, rồi anh vui vẻ nha, trời anh ơi. Nhậu được chưa? Rồi qua luôn, vô luôn, sao nhậu luôn? Đẹp trai dữ vậy. Trai mà em mà, trai lúc nào cũng đẹp trai quá hả? Khỏe không? Khỏe. Vô không? Trời đất ơi em bé. Trời đất ơi, trời chào ông đi con. Hello ông. Hello, hello ông đi, trời ơi thương không? Rồi vô anh, vô nhà đi con. Trời ơi, dẫn em vô phòng đồ chơi cho nó chơi. Bưng cái gì để bưng đồ cho cháu hả? Trời ơi xe đẹp quá không? Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đó anh Hưng, con anh Hưng mới mua chiếc xe Lexus gửi cho 460 rồi, ít cho quá đẹp luôn. Chúc mừng anh nha, chúc mừng cháu nha. Ok rồi mời anh vô. Ở bên Michigan đúng không? Rồi em với anh Công xin chào hết cả nhà anh em mình nha. Merry Christmas nha. Merry Christmas. Ok. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Dạ. Happy Merry Christmas. Đây. Đây đó, em bé của cậu Tiến nè cả nhà ơi. Rất là ngoan luôn á, ông nội đi chơi ông nội ẵm theo nè. Mi gió bà đi con. Đi gió đi. Thôi nãy bà nó ổng em vỗ tay cái qua liền. Rồi anh Công ơi. Ra đi, ra 1 2 3 vô đi anh Công ơi. Rồi. Đó kìa, đó chỉ cho nè kìa, cười với em cây, cười nha. Đó, cười rồi. Họ quen rồi chạy. Uống bia vàng rồi cho vàng nó vô nhà nhiều chút. Uống bia xanh nó cứ xanh hoài. Chị Chay hôm nay có em rồi nè cả nhà ơi. Chị có em rồi nè ông bà cô chú ơi. Quen rồi đó. Oh. Tắt lửa đi Tiến, tắt đi con. Rồi 1 2 3 vô nè. Đây. 1 2 3 vô. Merry Christmas nha. À, chân gà, thấy chân gà thấy mê rồi nè. Dạ. Ăn 10 chiếc. Oh. Nè ông bà cô chú ơi, chị có em nè, chị ham em quá, thương em quá chừng. Đó, ông bà cô chú ơi, chị hôm nay có em rồi nè, ông bà cô chú ơi, con vui không nói ngoại nghe. Hả, chị, có em không vui không, con dòm video của bà ngoại nè, có em rồi con vui không? Cháu nội anh Hưng nè cả nhà. Chay thích cha em bé quá nên nó
ông nội ẩm em qua chơi chay. This is for my cat to scratch. Oh, okay. It looks like you got two more under the tree. That's two more under the tree. The yeah, look at two more under the tree. Three more. Here. Mm, here. Bọt của chay. Open those up. Quà chay tự thưởng cho chay nè. Một cái chỗ ơi. Yay. Definitely wrapped by you. All right. Rip it open. Oh, man. Rip it like you're opening it. Whoa. Whoa. Unicorn kitty book. Kitty corn. All right. Two more. Chạy về chơi bay chú để chú đi về lại cho mất sư gần cả nhà ơi. Thank you. Thì tặng quà cho chú luôn. All right. Yeah. Hopefully see you in a little bit. We'll walk you out. Hi. Okay, go. You got everything packed? I do. You didn't forget anything? Not that I know of. Okay. Well, you're still in the South Florida area, so yeah. If you did, we can bring Daddy, my cat wasn't even beef in her mouth. Oh, okay. It's okay. Bye, guys. Bye-bye. Đó là cuối cùng á, sáng nay á là cho chay khui quà sớm để chú Michael về cả nhà, chứ còn không có kịp em đánh răng, cũng không có kịp em chải đầu nữa, thì cho ông bà cô chú coi nè, quà của chay nè, nó quá trời luôn, ông bà cô chú thương yêu tặng quà cho chay quá chừng luôn. Thì ba ơi, bây giờ con cảm ơn ông bà cô chú lần với ba mẹ tặng con quà cảm con. Cảm ơn ông bà cô chú, con cảm ơn ông ba mẹ con cảm ơn Santa. À rồi, đúng rồi, đã tặng quà cho con. Come on, à. Elizabeth. Come on. Michael, cảm ơn Elizabeth mua con. À, mua quà cho con. Cảm ơn quà cái này. À đó, cảm ơn quà nó mua cái này với hả này. Cái này ai mua ta? Con không biết. À, món này ai mua mà con rất là thích cái món này phải không? Cảm ơn cái món mà này chú. Không? À. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú. Daddy, can you help me? Cảm ơn bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú. Rồi con nói mẹ ơi, sáng nay con có quà nhiều. Mẹ ơi, sáng nay con có quà nhiều. Không vui không con? Có quà nhiều vui không? Dạ. Vui nhưng nên là phải ngoan, học hành cho giỏi. Rồi á, Giáng sinh năm tới á, là con sẽ được nhiều quà giống như hôm nay nha. Nha con. Quay qua đây ngoại. Dạ ngoại. Dạ ngoại. Ngủ vậy chưa có tỉnh. Ồ, món quà đầu tiên mà Santa tặng cho chay á là một con gấu trúc cả nhà ơi. Mà cái hộp Santa đâu? Hả? Hộp của Santa đâu? Hello Santa. Hello Santa. Cảm ơn mọi người. Hôm nay thì Christmas. Thì Christmas. Yes. Okay, so we opened up JD's presents already. My presents now is Ba and May. Okay. Thank you. Okay. 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 Ok
Thì ba mẹ cảm ơn con. Tuy là Giáng sinh năm nay thì nhà mình cũng không có được đầy đủ, không có ngọc. Nhưng ba mẹ gia đình mình cũng rất là vui tổ chức cái sinh nhật cho trai, cho trai có một cái ngày Giáng sinh vui vẻ. Cho trai đi chụp hình ông già Noel. Rồi nhà mình thì cũng có, ba cũng có mời mấy anh em bạn của ba lại đi chơi đó. Thì nhà mình năm nay thì cũng có một mùa Giáng sinh cũng vui vẻ cả nhà. Rồi ba mẹ cảm ơn con nha. Cảm ơn Ngọc luôn. Ok, let's see. Rồi bây giờ cười được rồi. Ra luôn hả? Wow. Wow. Cái gì trời? Không có kìa. Hả? Không có. Quả chia con nha. Trời đất ơi, cảm ơn con nhiều lắm nha. Merry Christmas. Cảm ơn con. Ok. Quả chia hai cái cho con nè. Rồi ông ngoại cũng chia cho con luôn ha. Quá vui. Con mình đó thì nó không có tặng quà, mình nói không cần quà đâu con ơi. Ba mẹ thì ngày nào cũng có quà ở chỗ hai vợ chồng con rồi, cho nên đó là không có sao không có quà. Nhưng mà hả, mình cũng có con nó làm cái bất ngờ để cho mình vui á cả nhà. Okay. Well, we want to wish everybody here. We're going to wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year and Happy Holidays. And we want to thank you all, the fans and everybody else, for supporting us. We you know, thrive to do this every day when we see all your good comments and when you buy our products at our store. So, see you guys later. Bye-bye. Bye-bye.